cream chấm mắm. Nấu đơn giản thôi, đừng nấu cầu kỳ quá chị. Bày ra cái đống món này chị. Thế là lo đi chợ đồ làm đồ hết đi rồi nấu xíu nữa. Cái này mình chuẩn bị là không có khách đấy.
Cô mà chấm avocado vô làm gì bị chảy máu phải lại đó nè. Đây, cái này.